giảng viên cũng giải đáp nghi vấn rất là hay. Không biết mấy câu này cũng chưa hiểu chưa tiếp ra nhờ đầu tư cũng như giảng viên dễ giải dùng. Câu như sau: tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tim cháu Phật. Tuần xưa kia là tuần gì thế, ví dụ như tuần hát hay là tuần gì đó thì nhà anh Tư dạy dùm, và phải chuyển xây trái đất một bầu như thế nào và ra sao thì nhờ anh Tư dạy dùm cho em cháu đây được biết, và toàn thể quý vị cái đồng đạo mình đồng nghe chung. Thật biết ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Mời anh. Và kính thưa chư quý vị, quý vị cho phép chúng tôi chương trình nghi vấn mà được đồng đạo đầu tiên nêu lên qua hai câu giảng của tổ thầy, hai câu hơn bốn câu, bốn câu mà là tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một vòng, đặng lừa lọc con tiên giáp Phật. Gồm một nơi sửa sang tiên tất, sử phân người cùng vật thưởng không. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua hai, qua bốn câu giảng được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài Sa Đéc, mà cái đoạn sau của cái bài Sa Đéc mà Đức Thầy viết vào ngày rằm tư năm Canh Thìn năm 1940, và có tất cả là 172 câu mà đồng đạo nêu lên, chỉ có bốn câu chúng ta bàn bắn thêm cái đồng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên đó là phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Thưa cô bác anh em chí đồng đạo, mà phải chuyển xây như thế nào mà trái đất một bầu không, rồi đặng lừa lọc, mà tại sao mà lừa lọc, mà lừa lọc con tiên, mà con tiên thì phải là con Phật, mà là con tiên mà cháu Phật. Thưa cô bác anh em chí đồng đạo, thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây đó, đồng đạo nêu lên qua bốn câu này để nói lên cái tinh thần của đồng đạo, cái sức chịu đựng của mình, cái sự tu hành của mình trong thời gian này con sao vậy đó. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, mà sắp đặt hồi nào? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, cũng như hồi ngày hôm qua đó, nơi gia đình, nơi đạo tràng của một đạo Hồi Nghĩa đó, cũng nêu lên cũng bốn câu giảng tương tự như vậy, nghe không? Phật thánh tiên đông độ lướt sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp, mà nước cờ mới nay đà khởi sắc, chỗ tài hai biển lấp non dần. Thì qua trình bày cùng với quý vị là nước cờ mới nay đà khởi sắc rồi, tất nhiên là nó đã có chuẩn bị hết cậu, nghe không? Nhưng mà bữa nay thì đồng đạo nêu lên là tuần xưa kia sắp đặt đã lâu. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ tuần xưa kia là cái tuần nào, phải không? Thưa chứ quý vị, Đức Thầy cho chúng ta biết trong trần tạo quá vẽ tuần hay à, bây giờ cái tuần này coi như là rất là độc đáo, mà rất là hay, mà chúng ta coi như là đang sống trong cõi trần này. Bây giờ Đức Phật cũng như Đức Ngọc Đế đã sắp bài cho chúng ta một cái tuần đã định diện hết rồi, của bác anh em chứ đồng đạo. Thì bây giờ đó là sắp đặt đã lâu rồi. Sắp đặt không phải coi như là lúc Đức Thầy ra đời năm 1940, là lúc đó là trước khi Đức Thầy ra đời, mà đã có sắp đặt rồi. Sắp đặt cho nên Đức Thầy coi như là còn nhắc lại cho chúng ta biết ngày tiêu diệt từ năm Minh Tế. Sắp đặt giai đoạn đó đó, cô bác anh em chứ đồng đạo, giai đoạn năm 1936, tất nhiên là cái năm Minh Tế. Đến năm nay hao hết đã nhiều các ngoại bang, đà nhỡm máu đều sao trần thế không lo chẳng liệu. Giai đoạn đó đã có rồi, mà tại sao chúng ta coi như là không lo không liệu gì hết, cô bác anh em chứ đồng đạo? Nhưng có điều kiện là bởi vì chúng ta còn tu hành. Cái người dân tộc Việt Nam chúng ta giai đoạn này có điều hướng thiện. Chính vì vậy cho nên Đức Ngọc Đế mới đình sự trả quả, dừng lại.
Minh Vương khó đứng khôn ngồi xót xa, dạ ngọc bồi hồi tâm trung trước đền, mắt ngọc liễn trưng quý yêu ba tánh biết chừng nào nuôi. Làm sao cho dạ được vui cúi đầu bái Phật lòng xin tu hành. Cô quá anh em với đồng đạo. Như vậy thì bây giờ lời khuyên xưa cũng một lần nay mượn sát trần xuống bút ra cơ, hồi xưa đã khuyên dạy nhiều rồi mà bây giờ không chịu nghe nữa, thì lần này Đức Thầy cho chúng ta biết là lần thứ chót gọi lời kêu thúc à. Lần này là lần cuối cùng à. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng hoặc giả là kiếp chót này đây, há lại tiếc chi sát thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cùng ủng hộ chở che cho sát phàm bất nội cực hình. Lần này lần cuối cùng, lần chót, thấy không? Mà nếu lần cuối cùng lần chót này mà chúng ta không tu rồi, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, cho nên tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, đã lâu rồi. Nhưng mà bây giờ sắp đặt đã lâu rồi, bây giờ chừng nào coi như là dở tuồng cô bác anh em chứ đồng đạo thôi, và nói cho nó mau luôn đi, nghe không? Chừng nào dở tuồng rồi, bây giờ cái tuồng đó nó dở kéo màn ra rồi đó, thì bây giờ cái tuồng đó ai là cái người vô được xem hát vậy hà? Ai là cái người có vé mà cái tuồng đó coi như là sắp đặt ở đâu vậy cô bác anh em chứ đồng đạo? Sẵn nói luôn phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ cái tuần này coi như là sắp đặt đã lâu rồi, bây giờ chừng kéo màn đó là đồng đạo năm tiếp hồi nãy có nói là bảy niên hòa địa nhân hiền thủ đó, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi, không là vô đó coi đó, không? Nhưng mà vô đó coi, bây giờ vô cái cửa ở đâu, bây giờ cái tuần hát như vậy mà bây giờ coi như là cái cửa nó ở đâu, thôi giờ nói cho nó mau luôn, cái cửa nó là cửa ngã bát đó, là có nẫu nhị sơn, là ở trên ngã bát, ở trên cái dầu thị đam ở trển, coi như là trong đó nó vô con hẻ số 2 đó cô bác anh em chứ đồng đạo, không vô xem tuồng mà. Bây giờ là cửa ngã bát có nẫu nhị sơn, núi sam tiêu mất mà thất sơn điện đền, vô đó coi à. Vô đó coi, tất nhiên là thất sơn điện đền đó là chư nhu thế giới khắp chàng tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi, chừng đó mới trời ơi đất khởi nghiêng mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Vô đó để mà coi, thấy không? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, lúc đó là 18 nước tranh giành rồi, bây giờ cái người tu chúng ta muốn vào trong cái cửa đó thì bây giờ chúng ta phải có cái vé, không phải có cái vé. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, thì bây giờ Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy cho chúng ta biết đó là mong kháng quan vào cửa xem tuồng, có không? Có bảo mình vào cửa không? Đây là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu mà Đức Thầy đang trông chờ mình là mong kháng quan, mong kháng quan phải không? Mà ai là kháng quan cô bác anh em chứ đồng đạo? Mình đây nè, là người có tu đang mua vé nè, cúng lại hàng ngày mua vé nè, niệm Phật mua vé nè, làm lành làm phước từ thiện mua vé nè, bố thí phóng sanh là mua vé nè, thấy không? Bây giờ hàng ngày nếu như chúng ta không có những cái vé đó là không phải là kháng quan, vô xem tuồng không được, thấy không? Như vậy thì bây giờ kháng quan vào cửa xem tuồng, kháng là xem quan đó, là cũng là xem, kháng là thấy quan là xem, vô đó chúng ta sẽ theo xem thấy cô bác anh em trên đạo. Mà xem thấy cái gì? Thôi bây giờ nói luôn đi, bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết ráng tu tâm dưỡng tánh để coi, coi đời. Đây là coi mà. Ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Cô bác anh em chứ đồng đạo, nó quá rõ ràng. Bây giờ là mong khát quan vào cửa xem tuồng, thấy không? Bây giờ cái tuồng đó bắt đầu Đức Thầy mới diễn cho chúng ta biết luôn nghe. À, cái tuồng đó Đức Thầy nó là cỏ cùng cây, điểu thú chim muôn nhân với vật quần lai, bổn tánh đó mới biết ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà. Mấy đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thạnh thời. Quý vị mình được biết cái tuồng hát hồi xưa diễn ra trong thời kỳ của Phong Thần, phải không? Trong thời kỳ Phong Thần xiển diệt phân minh là trong cái thời kỳ đó rõ ràng. Nhưng mà sau này Đức Thầy cho chúng ta biết cái cuộc Phong Thần này diễn lại giống như thời kỳ Phong Thần, có không? Bây giờ Đức Thầy mới nói đây là xem chung cuộc Phong Thần tại thế. Đây là cái tuồng hát này đặc biệt à. Xem chung cuộc Phong Thần tại thế rồi mới xử những kẻ hung hăng tồi tệ,
thưởng, thưởng những người chung nghĩa vẹn toàn của bác anh em với đồng đạo. Đó là cái xe cái tuần này nè. Cái tuần có như là quý vị mình được biết cái tuần hát nào nó cũng có hai cái mặt nạ. Mấy cô mấy chị mình có để ý không? Một mặt cười, một mặt khóc. Có không? Trước khi sân khấu nó dở ra có hai mặt nạ nó diễn trước rồi. Một mặt cười, một mặt khóc. Như vậy thì bây giờ cái người nào mà nịnh sau này sẽ lấy cái mặt khóc. Còn cái người nào mà trung sau này sẽ có cái mặt cười của bác anh em chứ đồng đạo phải không? Mặt cười tất nhiên là sau này là được thưởng những kẻ nè, xử những kẻ hung hăng tồi tệ mà thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Như vậy thì bây giờ tuồng hát sau này đó là mong trong đó là khán quan vào cửa xem tuồng. Thấy không? Vào cửa xem tuồng cỏ cùng cây điểu thú chim môn nhân với vật quần lai bổn tánh đó mới biết ai là Phật Thánh, ai hảo hiền là mặt cười hen. Mà ai lỗi đạo nhà là cái mặt này khóc. Thấy không? Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người bội nghĩa. Bác anh em chứ đồng đạo. Thì rõ ràng rồi bây giờ là đồng đạo mới nói là phải chuyển xây trái đất một bầu. Thấy không? Tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi. Đã lâu rồi nhưng mà nó chưa tới thôi cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới than, than rằng có như là chúng sanh bỏ cuộc mà không chịu tu hành cho đến là cuối cùng của mình. Bởi vì Đức Thầy nói mà không tin, cho nên Đức Thầy mới nói sao? Là chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt. Bây giờ quý vị mình đi núi Cám Hang đi vòng 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 trên thấy là toàn là cây đá không hả? Chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt cho nên dân dạy chẳng nghe lời, nó không có nghe, phải không? Kể từ nay nói chuyện chiều mơ chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta thấy trên cái rừng lâm cây đá, thấy ngày nay đó cây đá không à, nhưng mà ruột năm non có cát đàn chờ đợi con hiền nôi tục cổ tới thời thượng cổ điệu hòa mai. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy ráng làm bài, chúng ta phải chuẩn bị cho mình để mà có cái tương lai sau này cô bác anh em với đồng đạo, để mà chúng ta xem tuồng nghe. Thôi chứ quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên đó là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi. Đã lâu trong thời kỳ coi như là trước Đức Thầy ra đời, mà đến Đức Thầy ra đời Đức Thầy mới cân nhắc lại để cho chúng ta để mà ráng để mà mua vé, để mà ráng lo tu, để mà sau này có cái vé vô xem tuồng cô bác anh em với đồng đạo nha. Rồi tuần xưa kia sắp đặt đã lâu phải chuyển xây trái đất một bầu. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, cái chỗ này mà chuyển xây trái đất một bầu là quý vị mình thấy kinh tâm tán đỏ mặt, chứ không phải là đơn giản đâu. Bây giờ quý vị mình được biết nó sau này là đất nước thế giới và tất cả các vũ trụ quan núi cao dút bỗng trôi thành biển, biển sâu hòm lại biến non cao. Non cao tức khách sông hào nháy mắt biến vào rừng sâu, cuộc thay đổi lời đâu nói cản cơ nhiệm màu biết chẳng sao cùng. Từ bi với kẻ hiếu trung mong nhờ Phật Thánh hộ, Phật Thánh hộ tùng ngày đêm. Giữ đáng bỏ chớ thêm việc giữ lành nên làm thêm sự thiện lành. Tồn sanh sẽ được trường sanh hưởng quân trở lại thái bình tiện vui. Đó là phải chuyển xây dời coi như là một cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà trước khi chuyển xây trái đất một bầu là một bầu trái đất. Mà khi chuyển xây rồi thì quý vị mình thấy cái cảnh trạng đó làm sao? Cảnh trạng đó Đức Thầy mới nói là mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay, cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sụt sôi, bầu trái đất một khoen lưng chuyển. Như vậy đó, đó tất nhiên là phải chuyển xây trái đất một bầu à. Bầu trái đất một khoen lưng chuyển. Như vậy thì sau này là nó chuyển hết cô bác anh em chứ đồng đào. Nhưng mà khi chuyển xe như vậy là nước dưng phải không? Lửa cháy phải không? Nhưng mà nước dưng rồi cô bác anh em chứ đồng đào, sau này coi như lên tới cái như là ngã ba cây dầu mà Đức Thầy chỉ cho ông Úc là Quỳnh Văn Quốc cô bác anh em chứ đồng đào, phải không? Rồi lửa cháy dòm lừng trời, lửa cháy liên miên tiêu điều sản vật điều duyên thần thông biến hóa dưới miền trung ương. Khổ lắm, phải không? Thưa chứ quý vị, thôi bây giờ không có cách nào khác hơn là người tu chúng ta là hoàn cảnh thay đổi, trái đất xoay chuyển, nhưng mà cái tâm địa chúng ta không có xoay chuyển, nghĩa lúc nào chúng ta cũng tu hết cô bác anh em chứ đồng đạo, thì không có cái chuyện gì đến với mình hết. Cầu nguyện đến động tay Phật Tánh,
Riêng mình được cứu ra khỏi cảnh cũng cầu xin bá tánh tai nạn, khi mưa dầu có được lọng tàn, lúc nắng lửa có dần mây phủ, có lưới báo ngăn lòi ác thú được sang mân sang nâng, khi phủ nước lên trên đền cao lại nổi ngọc đền, con hiền đức là được an thân thể. Không, người tu chúng ta như là giai đoạn đó là phải. Thôi thì ở nơi đây đồng đạo nêu lên trong bốn câu đó là phải chuyển xây trái đất một bầu, nhưng mà có chỗ ý thêm đặng lừa lọc con tiên mà cháu Phật. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, rồi có nhiều đồng đạo mới hỏi chú Tư ơi, tại sao mà lừa lọc, mà lừa lọc con tiên, còn cháu thì cháu không Phật, làm sao vậy? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, ở nơi đây lừa lọc con tiên cháu Phật, ở cảnh tiên là cảnh đời thượng quên, mà chúng ta muốn về được cái cảnh đời thượng quên là chúng ta phải làm con cung tiên trước mới được. Đó là cảnh tiên, mình phải là con tiên mới được. Cô bác anh em dương đạo phải không? Mình phải là con tiên mới được. Như vậy thì Đức Thầy cho chúng ta biết là gian dày sấm nổ biển linh kiển tiên là cảnh tiên, lộ vẻ vui mừng cho con. Như vậy là mình cũng phải sống như cảnh tiên. À, thì bây giờ con người chúng ta con tiên thì bây giờ chúng ta sống mới được cảnh tiên, cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà giờ con tiên đó là con của ai thôi, giờ quý vị mình được biết trong cái bài câu thơ như vậy nha. Trung trinh tiết liệt lòng son, người hành thập thiện đó là con Ngọc Hoàng. Người hành thập thiện là con Ngọc Hoàng, tất nhiên là chúng ta hành cố gắng hành thập thiện, diệt thập ác là con tiên, là con của Ngọc Hoàng. Nữa chúng ta sống được cảnh tiên, cô bác anh em chứ đồng đạo, đó là con tiền. Như vậy thì sau này coi như là cái thành thần lừa lọc rồi, ai mà hành thập thiện, không sát sanh, không đạo tặc, tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham lam, không sân nộ, không mê si, là người này chúng ta coi như là sống được cảnh tiên vậy, cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà còn cháu Phật nghe, thưa chứ quý vị, bây giờ cháu Phật đó làm sao, cô bác anh em chứ đồng đạo? Thì bây giờ con rồi tới cháu, phải không? Nhưng mà quý vị mình được biết đó, cái cấp địa vị của ông Phật rất cao. Rồi quý vị mình được biết cái số mà con đó hen. Ví dụ như bây giờ ông cha có hai đứa con đi, phải không? Bây giờ hai đứa con phải ra bao nhiêu đứa cháu? Theo quý vị mình nghĩ là sao? Mấy đứa cháu? Hả? Như vậy là hai đứa con phải ra coi như là bốn đứa cháu. Mà nếu mà còn cháu nữa, bốn đứa phải ra tám đứa cháu nữa, phải không? Như vậy thì sau này đó là tất cả các chúng sanh về nơi cảnh tiên đó, là trong đó coi như là chỉ có một phần thôi, cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà sau này đó là về Phật đông lắm, cháu Phật mà, không, cháu Phật coi như là về Phật đông lắm. Vì vậy cho nên Đức Thầy ra đời giải dỗ cho chúng sanh là mục đích gì? Quyết đưa chúng về nơi non thú, quyết đưa tất cả chúng sanh về chỗ Phật. Nhưng mà tạo lư bồng ngõ hội quần tiên, tạo ra cảnh đời thượng quên để tạm thời thôi, tạm thời thôi, làm con tiên sống đời thượng quên thôi. Bây giờ ráng tu nữa đặng về có Phật làm cháu Phật, cháu Phật mới được, của các anh em chứ đồng đạo. Tức là sau này chúng sanh đắc đạo vô số, cháu Phật đông lắm, của các anh em chứ đồng đạo. Như vậy là đặng lừa lọc con tiên cháu Phật là chúng ta, trước mắt là chúng ta tạm thời để mà tu về cảnh đời thượng quan. Không, cảnh đời thượng quan nếu thiếu đức không thành chánh quả, cũng được đưa qua cõi thượng quan, sống an nhàn với tuổi muôn sinh, không bệnh tử, không làm ác bệnh. Nhưng mà tới đó rồi chúng ta cứ như là ráng tu tiến thêm, đặng đi về cánh Phật. Đó là đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, của bác anh em với đồng đạo. Vậy thì ở nơi đây qua bốn câu này, chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho chánh chủ và ý kiến toàn thể chứ quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cung kính đức thầy và cung lễ phép kính chào toàn thể quý vị đồng đạo hiện diện thân kính. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì hôm nay là ngày lễ dỗ của hiền mẫu của Đệ Tư Dinh. Đức thầy cho biết phải làm hết các việc từ thiện và tránh các việc độc ác và quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Là như vậy, chúng ta rửa tấm lòng trong sạch thì rửa bằng cái gì?
cái điều quan trọng là cái điều đó, cái điều là chúng ta phải bằng cách nào để ta rửa tấm lòng trong sạch của mình, và tấm lòng của ta như vậy là đã dơ mà dơ như thế nào, rồi rửa như bằng cách nào để rửa cho sạch. Nam mô A Di Đà Phật, nhờ đồng đạo chư Tư Phương giải thích. Và kính thưa toàn thể chư quý vị, đồng đạo Nam Chè nêu lên hậu ra 4 câu của Đức Thầy, mà 4 câu đó đó, trong đó nó có nhiều cái ý ở trong cái bài Trung Đạo. Mà ở đây thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó, làm tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Nhưng mà thôi, chúng tôi cũng xin xuất xứ chút xíu nữa đi nha. Là ở nơi đây là 4 câu của Đức Thầy viết ở trong bài Trung Đạo, nhưng mà thật sự ra đây là 4 câu kệ của Đức Phật khi xưa đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Bởi vì Đức Phật khi xưa đó là thuyết pháp cho tất cả các vị đệ tử nghe như là nhiều lắm. Nhưng một hôm nọ đó, ông Xá Lợi Phất cho một kiện liên, hai cái ông này coi như là thân bạn với nhau lắm. Hai ông mới bảo nhau, nói thôi giờ nếu chừng nào mà ông nghe được Đức Phật thuyết pháp cái gì hay đó, ông kể lại cho tôi nghe ha. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, cho nên là khi đó ông Xá Lợi Phất ông mới nghe được coi như là lời Đức Phật thuyết pháp. Mà trong đó là Đức Phật thuyết pháp rất nhiều, nhưng mà Đức Phật mới tự trung lại coi như là còn 4 câu kệ thôi. Là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đây là 4 câu kệ. Mà trong khi 4 câu kệ được ông Xá Lợi Phất, ông mới truyền lại cho ông Mục Kiền Liên. Mà khi đó là trong khi đó ông Mục Kiền Liên ổng như vậy đó, ổng mới nghe được rồi, ổng nói thiệt thất quá chừng 4 câu kệ này siêu quá. Nha. Rồi ông Xá Lợi Phất ông mới dẫn cho Mục Kiền Liên đến Đức Phật để mà quy y luôn, cô bác anh em chứ đồng đạo. Rồi 4 câu kệ đó sau trong thời gian được truyền coi như là tất cả các vị đệ tử ai cũng tu theo cái phương pháp như trên, cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng một hôm nọ đó thì bây giờ tất cả các vị đệ tử nghe coi như là những lời của Đức Phật thuyết đều coi như là nương vào trong đó. Nhưng mà thôi giờ cái chuyện bên Đức Phật dài quá, bây giờ chúng tôi xin là giải đáp cùng với quý vị qua trực tiếp về vấn đề của đồng đạo Nam Chè hỏi ý thôi. Ông hỏi gì chơi bây giờ đó, làm tất cả các việc từ thiện mà bây giờ đồng đạo của mình làm á là được hết vui nha. Ông hỏi ngặt nghèo chứ đó. Bây giờ làm tất cả các việc từ thiện mà bây giờ đồng đạo chúng ta giờ làm được hết tất cả các việc từ thiện chưa? Rồi tránh tất cả các điều độc ác. Rồi bây giờ nếu như chúng ta những cái điều độc ác mà chúng ta tránh hết được không? Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Mà câu quan trọng đồng đạo Nam Chè hỏi, bây giờ quyết rửa tấm lòng cho trong sạch mà bây giờ rửa bằng cái gì vậy hả? Rửa bằng cái gì mà cho nó trong sạch? Cái chỗ này mới đặc biệt, cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ ở đây làm tất cả các việc từ thiện thì bây giờ cái chuyện nào chúng ta cũng làm hết, nên gọi làm tất cả các việc từ thiện. Như vậy thì bây giờ có nhiều đồng đạo nói bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta làm tất cả các việc từ thiện phải làm cho xong, phải làm cho xong. Nhưng mà bây giờ ở nơi đây quý vị nào mà làm xong việc từ thiện đâu, chỉ coi không ai làm xong nổi chính trời á. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết việc nhà quý bạn đã xong, thấy không? Hiệp nhau lòng hước, rõ lòng hiền nhân. Bây giờ thử hỏi bây giờ cái ông cất nhà xong chưa? Mấy ông đồng đạo mới coi như là đóng hòm từ thiện xong chưa? Rồi quý vị coi như là đi thả cá, đi nấu cháo nước xong chưa? Có ông nào xong hết không? Xong rồi xong cuộc đời của mình không? Thật sự không xong. Không xong. Mà đã không xong rồi sao? Nhưng mà Đức Thầy nói bây giờ làm tất cả các việc từ thiện. Bây giờ quý bà đang nấu cháo nước nè, đang làm tổ từ thiện nè, mà thấy người ta đi kiếm thuốc nam, nhảy ra đi kiếm thuốc nam, không? Rồi bây giờ cái ông đóng hòm bây giờ gặp người ta cất nhà từ thiện, thôi giờ tôi cho tôi ké vô, tôi sát vô tôi làm. Đây là cái như là làm tất cả các việc từ thiện, không để hà, không tránh và cũng không nên xuất phát với nhau. Chứ có nhiều khi nói tôi bây giờ nghe tôi đóng hàng nghe là cái là thực tế hơn nghe, còn ông kia ông nói bây giờ tôi
kiếm thuốc nam vậy chứ người ta uống coi như là nó thực tế hơn ông. Còn ông kia ông đi đám làm tình, ông nói tôi vậy tôi còn nguyện phước đức hơn ông nha. Còn cái ông kia ông nói bây giờ tôi đi thả cá phóng sanh nghe là phước tôi lớn lắm nghe. Mình không nên bàn vậy, không không nên bàn vậy. Mà ở nơi đây đức thầy cho chúng ta biết làm tất cả các việc từ thiện, nghĩa là cái việc từ thiện nào chúng ta cũng làm hết rồi các anh em chứ đồng đạo, thấy không? Như vậy thì bây giờ đồng đạo nói có làm được ít nhiều cũng được, thấy không? Hãy có làm thì được, đừng có chỗ mà không làm, mà chẳng những không làm mà còn bài bác chê bai nữa, thấy không? Cái chỗ này không đúng, thưa cô bác anh em chứ đồng đạo. Rồi bây giờ tránh tất cả các điều độc ác thì bây giờ quý vị mình cũng được biết rồi, phải không? Cái nào độc ác là tất nhiên là chúng ta không nên làm. Dù cho việc đó ác mà nó nhỏ đi cũng không nên làm. Cho nên trong kinh nói đó là mạc khinh tiểu tội, dĩ di vô ương, điểm trích tuy di tiệm doanh đại khí. Chớ khinh tội nhỏ cho là không hại, giọt nước tuy bé chứ lần đầy hồ to nha. Tội nhỏ nha, nhưng mà mình bỏ qua nó chứa nhiều ngày nó riết cái thành tội lớn. Quý vị mình biết cái mấy cái ông mà tấp đập mà tắt cá ra thôi, cái lỗ một nhỏ hơn mình khinh thường để cho nó chảy không chảy, cuối cùng cái lỗ một nhỏ vậy nó chảy giết nó khá bự ra giết bể đập luôn. Đồng đạo mình cũng vậy, mình coi cái lỗ nhỏ của mình bỏ qua mà nó sôi mòn riết coi như là mình tới chừng tội lớn, không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta như là phải thận trọng coi như là cái việc tu chúng ta đó nghe, coi từ cái lỗ nhỏ mà chúng ta coi như là cũng chớ mà khinh thường, để mà chúng ta ráng tu hành cho nó được tốt đẹp cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên trong sách Minh Tâm bảo cho chúng ta biết gọi là chung thân hành thiện, thiện du bất túc, không chọn đời làm lành, lành kia còn chẳng đủ, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày làm ác thôi là cái ác đó, trong khi đó là có thể dư nữa thưa các anh em chứ đồng đạo. Dư đó là sao? Mình làm hiển coi như là suốt đời, suốt ngày, suốt tháng, suốt năm mà không đủ người ta cũng không ai khen chứ, mà mình làm ác có một bữa bắt đầu tao thấy liền, tao chê liền, thấy không? Xấu liền, thưa các anh em chứ đồng đạo. Thôi bây giờ cái chuyện đó coi như là thôi, vậy quý vị mình cũng nắm bắt rồi hen. Thôi bây giờ nói qua ý của năm già khổ chỗ này quan trọng ha. Ông hỏi gì chứ bây giờ quyết rửa tấm lòng cho trong sạch à, mà tấm lòng mình bây giờ bị cái gì dơ mà bây giờ phải rửa à, mà rửa bằng cái gì mới được? Cái này quan trọng cô bác anh em với đồng đạo. Thôi bây giờ nói trước cái dơ đi nghe. Bây giờ đức thầy bảo cho chúng ta biết cái người tu chúng ta là bị có bốn món mà nó dơ, không? Bốn món nó dơ. Bốn món đó là món nào? Đức thầy nói là tứ đổ tường, có không? Tứ đổ tường chứ có nhiễm vào, người tránh xa mới gậu trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhút, có phải giờ không? Xa bốn vách mang điều nhơ nhút là tổ nè, sắc nè, tài nè, khí nè. Bây giờ tu lòng vòng lây quay hầu cũng dướng vô đó hả? Không, dướng vô đó là ngã nghiệp hả? Mà ngã vô đó là bốn vách, mà bốn vách đó tất nhiên là bây giờ dướng vô đó là bị tù, không? Bốn vách tất nhiên là dướng vô đó là bị tù, mà muốn thoát cho cảnh tù đó thì giờ tứ đổ tường chúng ta đừng có dướng vào, cô bác anh em với đồng đạo. Đủ sắc tài khí tứ đổ tường, đa thiểu hiền ngu tại nội xương, nhược hữu thế nhân, khiêu đắc xích tiện thị thần tiên, bất tử phương. Là rủ sắc tài khí là bốn vách tường dây, ai là người tài hai chí giỏi nhảy ra cho khỏi bốn vách tường đi, đó là thần tiên thoát dòng sanh tử vậy. Là chúng ta không còn vướng vào trong đó, tất nhiên là không bị tụ tẩu, không bị khổ. Còn ngược lại, chúng ta vướng vào trong đó là nhơ nhốt liền, cô bác anh em với đồng đạo. Rồi bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý, hỏi vậy chứ bây giờ bị cái gì dơ, trả thẳng lời rằng coi như là trong đó là tứ độ tường, mà trong tứ độ tường trong đó nó có danh lợi, trong đó có danh lợi tình ở trong đó, nó dính vào trong đó, dính như là nó mất nhông ở trong đó, cô bác anh em với đồng đạo. Mà khi dính vào trong đó rồi, con người mình nó tệ với nó dơ dữ lắm, mà nó xấu dữ lắm, không có gì xấu bằng, cô bác anh em với đồng đạo à, không có gì xấu bằng. Mà cho nên đức thầy mới nói trong cái điều răn cấm thứ nhất đó nghe, uống rượu nè, cờ bạc nè, á huyện nè, chơi bời theo đàn điếm, đây là tứ độ tường.
thấy không? Giữ như nó là giới, mà phải giữ gìn để giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường, đó là tốt. Ai gìn giữ được coi như là luân lý tam can ngũ thường, đó là điều tốt. Nhưng mà bây giờ đồng đạo coi như là muốn hỏi bây giờ cái thân của mình dơ, cái tâm của mình dơ, rồi bây giờ mình rửa bằng cái gì của bác anh em chứ đồng đạo? Thân dơ giấy đó thì biết lo tắm rồi, còn lòng bẩn nhớ chừa bỏ ngay đi, thấy không? Việc xấu xa còn tiếc làm gì, sanh chúng cẩn cũng cần tri hiệu đến. Rồi bây giờ ông có chỉ luôn cho chúng ta cái cách coi như là để mà rửa cho trong sạch đây là cách nào? Vật dù có rất nhiều cảnh khến là thân của chúng ta dơ đó, thấy không? Cố vũa bào cũng bén chân ra, mặc dù người phạm tội thậm đa nhưng cố sửa thì là hết được. Ngay chỗ này đây, thấy không? Ngay chỗ này như là chỗ này là rửa nè. Như vậy là mặc dù người phạm tội thậm đa nhưng